một phép tính IQ. Thử xem bạn Lan và bạn Hùng ai có IQ đỉnh hơn nhá. Và bạn Hùng. Đâu để tớ xem nào. 4 cộng 9 cộng 1 làm sao bằng 450 được. Tớ chỉ thấy bằng 14 thôi. Phép tính này sai rồi. Tớ không giải đâu. Mời bạn Lan. Ok, để tớ xem nào. 4 cộng 9 cộng 1 bằng 450. Cái này rất là đơn giản. Làm thế nào? Tớ nghĩ chỗ này thiếu mất một nét. Xem đây này. 449 cộng 1 bằng 450 phải không nào? Chính xác.